Vấn đáp pháp môn Quán Âm. Vấn: Tâm lý của con người vì sao có khi bị sợ hãi? Trong sách của sư phụ có giảng, sau khi truyền tâm ấn, lúc tu hành có thể gặp nhiều cạm bẫy, thí dụ khi đến cảnh giới Atula hoặc nhìn thấy những ma chướng mà ngày trước mình không thể nhìn thấy được. Những điều này làm cho con cảm thấy lo ngại và làm cản trở ý muốn thọ tâm ấn của con. Xin hỏi sư phụ, làm thế nào để khắc phục những chướng ngại này? Sư phụ, những người chưa được truyền tâm ấn nhiều khi gặp phải những tình trạng khủng hoảng. Sự khủng hoảng này có khi xảy ra trong lúc ngủ, thậm chí có khi xảy ra lúc ban ngày. Hoặc khi bị người ta dùng phép thần thông khống chế cũng bị khủng hoảng. Những người đã được thọ tâm ấn ít gặp phải những tình trạng đó. Nếu gặp cũng không sợ hãi như vậy. Bởi vì lúc đó họ biết rằng họ được sư phụ bảo vệ và che chở. Những người tu pháp môn Quán Âm rất ít khi phải đến cảnh giới Atula, trừ khi nghiệp chướng rất nặng, họ mới đi đến đó. Những đệ tử đã được truyền tâm ấn đa số đều rất vui vẻ. Vừa rồi có một vị đồng tu nói qua về quá trình tu hành của cô ấy, quý vị đều đã nghe. Không có những cảnh giới của Atula. Tuy vậy, sư phụ cần phải giảng hầu hết các trường hợp có thể xảy ra, nhất là những trường hợp tương đối đặc biệt. Không phải là mỗi lần đều chỉ nói đến những trường hợp tốt mà thôi. Có người thỉnh thoảng cũng đi đến cảnh giới Atula. Điều này không liên hệ gì đến việc truyền tâm ấn. Sư phụ không thể rửa sạch ngay, hiểu không? Sư phụ không thể đuổi chúng sinh Atula đi, bởi vì Phật Bồ Tát cần phải công bình. Chúng sinh Atula có thể đến là phiền những loại người đó, bởi vì chính bản thân của họ đã làm sai. Đôi bên đã có liên hệ với nhau, hoặc lúc trước đã thiếu nợ chúng những vật gì. Ví dụ như kiếp trước hoặc kiếp này tu hát thần thông, lợi dụng lực lượng của Atula, lợi dụng ma đi hại người, nên đương nhiên bị ma bắt. Vì thiếu nợ chúng, cho nên chúng mới đến quấy nhiễu. Những người vừa mới được truyền tâm ấn, nếu như gặp phải hoàn cảnh này, sư phụ sẽ từ từ thương lượng với chúng. Không thể dùng lực lượng đuổi chúng đi, bởi vì chúng cũng là chúng sinh, chúng sẽ nghe lời, chúng cũng sẽ tu hành, biết hối hận, biết tha thứ người, từ từ chúng cũng có thể tu tập. Để người đó và Atula cùng ở một nơi tương đối tiện hơn, không phải dùng thần thông để đuổi chúng đi. Phật Thích Ca Mâu Ni xưa kia không bao giờ đuổi ma đi, Ngài đã từng đáp ứng với ma. Trước 3 tháng, Ngài rời khỏi thế giới này, thậm chí Ngài cùng với các ma hợp tác làm việc. Sư phụ nói cho quý vị biết, tất cả các vị đại sư đều có quan hệ với ma. Các vị đại sư và ma là những người bạn tốt với nhau. Quý vị đừng nghĩ rằng sau khi học với sư phụ, về sau sẽ không còn liên hệ với ma. Rất có quan hệ, hiểu ý của sư phụ không? Những hoàn cảnh mà quý vị vừa mới đề ra, rất ít khi xảy ra. Các vị đồng tu đã thọ tâm ấn ở các nơi, có bị đến cảnh giới Atula không? Đồng tu đáp không có. Trong sách của sư phụ, chỉ vì giảng quá cẩn thận, đó chẳng qua là một ví dụ mà thôi. Bởi vì những người đó từ trước đã bị ma nhập rất nặng nề, sau khi gặp sư phụ, gần như đã hết rồi. Linh hồn bị quỷ buộc chặt quá, có 5-6 con ma ở trong thân người ấy. Bởi vì lúc trước tu thần thông, siêu độ hồn quỷ, niệm thần chú, cứu linh hồn, rất nhiều chuyện phiền phức, cho nên mới gặp phải Atula. Nếu không, chắc chắn sẽ không có những chuyện đó. Hiểu ý của sư phụ không? Chúng ta đi qua cảnh giới Atula sẽ không ngừng nơi đó, sẽ không bị chúng nó bắt. Trừ khi quý vị đã tu đến những cảnh giới rất cao, định lực rất mạnh, sư phụ mới có thể cho quý vị đến cảnh giới Atula chơi. Đến lúc đó, quý vị mới không bị chúng kéo đi, không bị chúng mê hoặc, biết không? Bởi vì nữ giới của Atula rất đẹp, sư phụ cảnh cáo quý vị trước. Vấn: Mỗi lần con nghe sư phụ giảng kinh, nước mắt con tự nhiên trào ra, không thể nào kềm chế nổi. Qua một lúc lâu, lòng con cũng không tĩnh lặng được. Thưa sư phụ, đây là do nguyên nhân gì? Sư phụ: Có 2 nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì chủ nhân của chúng ta
Có người gọi là linh hồn, hiểu rằng cuối cùng đã gặp được một người bạn tốt. Chỉ cần đến với ngài tu hành thì sẽ được giải thoát. Đây là lần cuối cùng lưu lại tại thế giới ta bà này. Về sau vĩnh viễn không phải trở lại luân hồi sinh tử, cho nên mới rơi lệ. Đầu óc của chúng ta không biết dao động, nó không phải là chủ nhân của chúng ta, hiểu không? Ngay cả đầu óc của chúng ta không biết dao động, tại sao lại rơi lệ? Bởi vì chủ nhân của chúng ta biết, nhưng không thể dùng ngôn ngữ để giải thích. Sự hiểu biết này không thể dùng bất cứ điều gì để diễn tả. Nó thích thú, sung sướng cho nên mới rơi lệ. Có hiểu không? Hãy cứ để nước mắt rơi. Mỗi lần trước khi nghe kinh, nhớ đem theo một ít giấy vệ sinh. Dấn. Trong bài giảng chân lý, giả lý của sư phụ, tất cả dạng vật đều đến từ lực lượng của ma dương. Nhưng sư phụ còn nói thực vật cũng có Phật tánh. Vậy thưa sư phụ, Phật và ma có gì khác nhau? Làm sao để phân biệt? Sư phụ, ma cũng là Phật, chẳng qua đẳng cấp khác nhau, hiểu không? Ma có công việc của ma, Phật có công việc của Phật. Ví dụ nói cảnh sát là người Đài Loan, tổng thống cũng là người Đài Loan. Tổng thống và cảnh sát đều là người làm việc cho chính phủ. Nhưng tổng thống là tổng thống, cảnh sát là cảnh sát. Cảnh sát có lúc phải xử lý công việc có tính cách bạo động, không phải vì họ hung ác, chỉ vì tính cách công việc của họ là như vậy. Cần phải trừng phạt những người phạm pháp để bảo vệ an ninh cho những người khác. Cho nên ma cũng là do Phật phái đến, hiểu không? Chẳng hạn như tổng thống là vị đại biểu tối cao. Nếu như tổng thống có một người thân bị cảnh sát bắt, nhốt ở trong ngục tối, dù tổng thống muốn cứu người quen đó, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không phải vì cảnh sát không tôn trọng tổng thống, chẳng qua pháp luật nghiêm khắc phức tạp. Nếu như tổng thống muốn cứu người đó, cần phải đi mời luật sư đến biện hộ cho phạm nhân. Đợi đến khi ông chánh án quyết định cho thắng kiện, cảnh sát mới có thể phóng thích người đó. Nếu không, cảnh sát cũng không thể dùng quyền tư nhân để phóng thích phạm nhân, hiểu không? Dù cho cảnh sát tôn kính tổng thống vô cùng, cảnh sát cũng không thể làm như vậy được. Cũng như vậy, sư phụ đến thế giới vật chất này cũng là việc, đương nhiên cũng không phải là một việc đơn giản. Những món đồ vật chất không tự hiểu biết. Ví dụ như quý vị ra lệnh cho xe đi, nó không thể một mình lăn bánh, hiểu không? Còn nữa, đầu óc phàm phu của chúng ta không thể giảng chân lý cho nó nghe. Tuy nhiên nếu không có đầu óc, chúng ta cũng không thể tu hành, hiểu không? Ví dụ như một người bị khùng, người ấy bị bệnh thần kinh, không thể làm được việc gì, cũng không thể tu hành. Tuy chúng ta có đầu óc để suy nghĩ, nhưng sự cản trở chúng ta tu hành nhiều nhất cũng chính là đầu óc. Tuy nhiên nếu không có nó, chúng ta cũng không thể tu hành. Cho nên chúng ta cần phải dùng nó một cách lương thiện. Dùng nó, nhưng đừng để ý đến nó. Bây giờ đã hiểu sư phụ chưa? Ma cũng là Phật. Chẳng qua công việc của ma rất nghiêm khắc. Ấy là việc khảo nghiệm và mê hoặc chúng ta. Nhiệm vụ của chúng là khảo nghiệm định lực của chúng ta. Nó càng mê hoặc chúng ta càng đề kháng. Lực lượng chúng ta càng ngày càng tăng. Như vậy mới đáng được thành Phật. Hiểu ý không? Cho nên ma đối với chúng ta cũng rất hay, nó giúp chúng ta thành Phật. Dấn, chúng tôi là những người mới học, làm thế nào để liên lạc với âm thanh bên trong, tập những bước đầu tiên? Sư phụ, nếu không thọ tâm ấn thì sẽ không có cách nào liên lạc được, nói gì cũng vô ích, không có chìa khóa thì không thể mở cửa. Ngay cả có người vô hình nghe thấy âm thanh cũng không thể coi là giải thoát, hiểu chưa? Hôm nay nghe, ngày mai không nghe, ngày mốt lại không, hôm sau nữa lại không, năm sau nữa cũng không. Cũng không biết đẳng cấp của chính mình là gì, không biết được phải nghe âm thanh gì mới có tiến bộ. Tất cả đều là âm thanh, nhưng tính chất không giống nhau. Cần phải thọ tâm ấn rồi mới biết, mới có thể liên lạc được. Cho nên mới gọi là đốn ngộ, hiểu không? Không thọ tâm ấn thì không có gì đáng nói, vì vẫn còn đứng ngoài cửa,
thì nói làm gì? Dẫn, pháp môn Quán Âm và pháp môn tu trì Amen có gì khác biệt nhau? Sư phụ, ý của quý vị có phải chỉ tiếng om ở bên trong hay là tiếng niệm om ở bên ngoài? Dẫn, bên trong. Nếu quý vị nghe được tiếng om bên trong thật là rất hay, chúc mừng quý vị. Tuy nhiên điều này vẫn chưa đạt được cảnh giới cao nhất của thế giới thứ hai. Cái tiếng om là những thể nghiệm sơ bộ, tuy nhiên cũng đã rất khá rồi. Tiếng này kêu là phạm âm. Phẩm Phổ Môn có nói phạm âm, hải siêu âm. Tuy nhiên vẫn còn có những tiếng thắng bị thế gian âm khác. Quý vị chưa có nghe qua. Đạt được thắng bị thế gian âm, chúng ta mới có thể đạt được đẳng cấp của Quán Âm. Niệm om hoặc tiếng om đều không đủ. Đó chỉ là một trong những thể nghiệm rất nhỏ, hiểu không? Dẫn, pháp môn trực tiếp để tiêu trừ nghiệp chướng có phải là pháp môn Quán Âm không? Sư phụ, đúng. Pháp môn Quán Âm là pháp môn duy nhất, là con đường nhanh nhất để tiêu trừ nghiệp chướng. Nhất đao lưỡng đoạn. Những người thọ tâm ấn tu pháp môn Quán Âm cũng như một cây cổ thụ, phía dưới đã bị chặt mất. Tuy nhiên lá vẫn còn xanh, hoa vẫn còn nở, trái vẫn còn treo. Nhưng qua 3-4 ngày hoặc qua một tuần lễ, 2 tuần lễ, cây sẽ khô đi. Hiểu ý của sư phụ không? Cho nên những người thọ tâm ấn tu pháp môn Quán Âm, tuy thân thể vẫn còn ở thế giới này, vẫn còn vợ chồng, vẫn còn làm việc, tuy nhiên khi thời điểm đến, chúng ta lập tức ra đi, bởi vì không còn nhân quả nữa, hiểu không? Cho nên mới nói hiện đời giải thoát, pháp môn đốn ngộ, lập tức khai ngộ, lập tức thành Phật, lập tức kiến tánh. Tánh là tự tánh, bản tánh, không phải tâm ở trong tâm. Chữ tánh và chữ tâm phát âm gần giống nhau trong tiếng Trung Hoa. Tánh là phẩm chất nguyên bản lúc ban sơ của chúng ta, cho nên mới nói lập tức khai ngộ. Dẫn, công phu tịnh tâm có bao nhiêu cấp bậc? Sư phụ, người hỏi câu hỏi này có tu pháp môn Quán Âm không? Nếu không tu thì tâm không có cách nào tịnh được. Sự tu tập chỉ là ảo tưởng mà thôi. Thí dụ nói quần áo của chúng ta bị dơ, cần phải dùng nước xà phòng mới có thể giặt sạch. Nếu như chưa có nước, chưa có xà phòng, vậy thì có gì mới nói? Cũng giống như khi chúng ta đói, vẫn chưa tìm được cơm, thì nói làm gì? Hiểu ý của sư phụ không? Tìm được cơm rồi có thể ăn no liền. Trước khi tu pháp môn Quán Âm, nói gì cũng là ngoại môn, vô ích, nghiệp chướng không thể rửa sạch. Nếu như bàn tay này rất dơ, hai tay xoa qua xoa lại, có thể nào sạch được không? Đương nhiên là không được. Cũng giống như chúng ta là một phạm nhân trong lao ngục, chúng ta không thể giúp đỡ những phạm nhân khác giải thoát, vì chính mình cũng không thể giải thoát. Dù cho quý vị làm những công đức gì trong lao ngục, làm những hành động tốt gì, bố thí bao nhiêu tiền trong lao ngục, cũng không thể tự giải thoát. Quý vị vẫn là một người phạm nhân, trừ khi có một người, có một cái chìa khóa giúp quý vị mở cửa. Họ nói, bây giờ quý vị được tự do rồi, có thể rời khỏi nơi đây. Lúc ấy quý vị mới có thể đi, mới có thể gọi là giải thoát, hiểu không? Không có liên lạc với Phật lực, không liên lạc với lực lượng nguyên bản của chúng ta, cũng là cái chấn động lực. Âm lưu, ánh sáng, chúng ta làm điều gì cũng tự mình tưởng tượng mà thôi. Chúng ta tưởng tượng rằng có thể một mình tịnh hóa, tưởng tượng rằng có thể tự mình rửa sạch nghiệp chướng. Thật ra không sạch, chỉ là lời nói đùa, tự an ủi mình thôi, vô ích. Dẫn, người có huyết áp cao có tu pháp môn Quán Âm được không? Sư phụ, tại sao lại không được? Được. Người ấy, sư phụ chỉ một vị đồng tu, cũng có huyết áp cao, đi đâu cũng mang thuốc theo. Sợ áp huyết quá cao sẽ bị giãn sanh sớm. Trong số học trò của sư phụ, cũng có một số người bị áp huyết cao, nhưng sau khi họ tu hành một thời gian, áp huyết không còn nữa. Khi đi khám bác sĩ kinh ngạc hỏi,
Tại sao áp huyết bây giờ không còn cao nữa? Nó chạy đi đâu rồi? Không phải chỉ có áp huyết cao mà thôi, còn có những bệnh nghiêm trọng hơn. Tu hành về sau đều được tiêu trừ. Tuy nhiên đừng vì bệnh mới tu hành, không có ích lợi gì, bệnh càng nghiêm trọng. Vì Bồ Tát muốn khảo nghiệm chúng ta có thật muốn liệu thoát sanh tử không? Có thật sự muốn được khai ngộ để đạt được đại trí huệ? Để cứu mình, đồng thời cứu người liệu thoát sanh tử. Chúng ta không nên biến thành những người ngu muội, biến thành những người đời đời kiếp kiếp luân hồi. Hãy vì tu hành, vì trí huệ mà đến mới tốt. Lúc ấy mọi thứ tự nhiên đều có. Nếu như vì bệnh mà đến, sư phụ xin cảnh cáo quý vị nhất định sẽ thất vọng. Không cần phải thử. Dấn, có thể đi trên mặt nước, đó là nhục thể hay linh thể? Sư phụ, là linh thể. Tuy nhiên nhục thể cũng đi được, cũng như chúng ta học bơi vậy. Những người không biết bơi không thể ở trong mặt nước nghỉ 1-2 phút. Nhưng những người biết bơi lội, họ có thể ở trong nước đùa chơi 1-2 tiếng đồng hồ cũng không sao, bởi vì họ đã học xong rồi. Nhục thể cũng có thể đi trên nước, nhưng hầu hết trường hợp đều dùng hóa thân. Những chuyện này chúng ta đã nghe qua. Ví dụ các vị đại sư vì cứu chúng sinh, vì có lúc hóa thân cần cứu rất nhiều người. Cho nên những người đệ tử mới thấy được sư phụ của họ bay trên mặt nước hoặc từ cửa sổ bay vào. Những chuyện này đối với những đệ tử tu pháp môn Quán Âm là những chuyện rất là bình thường. Nếu quý vị muốn nghe nhiều những câu chuyện này, có thể ngồi lại với những người tu pháp môn Quán Âm. Họ có những câu chuyện như vậy, kể hoài không hết. Sư phụ mới hoàn pháp không đầy 2 năm, thật sự chỉ mới truyền pháp hơn 1 năm, nhưng chuyện kể rất nhiều, nói hoài không hết. Những chuyện như người từ cửa sổ bay vào, từ bức tường bước ra, từ không trung rớt xuống, đó chỉ là những chuyện trẻ con. Không phải chỉ có người lớn mà những vị đồng tu 6-7 tuổi cũng đều biết rằng sư phụ có thể làm được những chuyện này. Những câu chuyện này không đáng thu hút sự chú ý của quý vị, cho nên sư phụ không nói nhiều. Sau này quý vị tu hành tự nhiên sẽ biết. Bây giờ quý vị hỏi, sư phụ mới nói ra một chút. Đây là những chuyện rất nhỏ. Chúng ta cần phải nghĩ đến những chuyện lớn như giải thoát, muốn biết sự đau khổ của sanh tử, muốn đạt được đại trí huệ của Phật, đạt được đại trí huệ của vũ trụ, hiểu biết tất cả mọi thứ. Đó mới là mục đích của chúng ta. Thần thông không có ý nghĩa gì. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 26 tháng 2 năm 1988 tại Cao Hùng, Formosa.